Giang chào mọi người. Chào mọi người đến với video nấu ăn của Giang ngày hôm nay nha. Đó, ngày hôm nay thì mọi người nấu món gì? Còn ngày hôm nay Giang nấu món cá nục sốt cà chua nha mọi người. Cái món này thì Giang làm cho nhân viên nó ăn á. Thì sáng Giang có chuẩn bị là 1,5 kg cá nục nha. Bây giờ Giang sẽ đi ốp cá nục qua với nước mắm nha mọi người. Cá nục thì sáng đồng nghiệp của Giang nó làm sẵn rồi, sạch sẽ rồi. Thường thường thì mọi người hay ốp muối cũng được, mà Giang ốp qua nước mắm cũng được. Nói chung là hai loại đó cái nào mọi người ốp cũng được hết nha. Giờ ốp lên cho nó thấm đều cái nước mắm lên, xong mình để tầm độ khoảng chừng 10 phút đó mọi người. Cái món mà sốt cà chua, món mà liên quan tới chiên á, mọi người bắt buộc phải ốp gia vị trước nha, vậy mới ngon. Xong rồi chờ đợi cá nó thấm gia vị thì quay đây Giang sẽ cắt cà chua nhé mọi người. Cà chua Giang có 7 trái cà chua, tùy theo số lượng thôi, mọi người muốn ít thích ăn cà nhiều thì mình cho nhiều, thích ăn ít thì cho ít thôi. Đó, đây Giang sẽ cắt nhuyễn ra, mình sẽ phi lên cho nó dễ hơn nha mọi người, cho nó dễ nhuyễn á, phi lên cho nó dễ. Chứ mình mà cắt vuông vuông cục cục bự bự á, mình phi lên nó lâu lắm. Tại vì cái món cà chua này mình bắt buộc mình phải phi lên, sót lên cho nó nhuyễn ra nha. Rồi xong xong 7 trái cà chua cắt lát mỏng mỏng ra nha. Rồi giờ quay ở đây Giang sẽ đi phi cà chua. Nói chung là Giang sẽ đi làm một cái sốt đó, để hồi mình chiên cá mình bỏ vô mình sốt lên đó mọi người. Ở đây Giang cho ít tỏi nha, mọi người muốn phi hành phi tỏi cũng được. Ở đây thì phi tỏi thì cá biển thì mình thích hợp với mình phi tỏi lên cho nó thơm mọi người, phi lên cho nó vàng luôn. Rồi giờ Giang sẽ cho cà chua vô luôn nhé mọi người. Tỏi nó vàng mình cho cà chua lên, mình tao lên. Rồi giờ Giang sẽ cho vô thêm một vá nước nha, để mình tao lên phi lên cho nó nhanh đó. Còn cái phần cá hồi nãy giờ Giang ốp, Giang để qua đây nè mọi người. Đó, 10 phút, hồi nữa 10 phút. Thì cà chua này mọi người muốn phi lên cho nó nhanh á, nhanh nhừ á, thì mình chịu khó mình đảo liên tục với mình lấy cái vá mọi người, mình dầm 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 nó ra nha. Đó, dầm dầm nó ra giống như Giang làm vậy nè. Nói chung là muốn được món ăn ngon á thì mình phải chịu khó nha mọi người. Bây giờ món ăn nó đa dạng mà, mình làm hoài luôn, nó hết món này tới món kia vậy đó. Thì xong rồi giờ Giang sẽ cho gia vị nha. Gia vị thì Giang sẽ cho thêm một vá lẩu nhỏ là tương ớt nha, và một vá lẩu nhỏ tương cà nha mọi người. Nói chung là để tăng thêm cái độ màu cho cái sốt cà. Và phần gia vị thì Giang sẽ cho thêm nữa là một muỗng hạt nêm nha. Đó. Xong rồi mục ngọt thì Giang sẽ cho là nửa muỗng nha mọi người. Rồi tới đường. Đường thì Giang cho 1,5 muỗng nha. À, không thể thiếu nữa là Giang sẽ cho nước tương nha mọi người. Thì cho nước tương cho nó tăng thêm cái vị đậm đà. À, trong món sốt cà chua thì bắt buộc phải có nước tương nha. Đó, giờ nguyên liệu đã xong xuôi rồi, một cái sốt đó. Đó mọi người cho lửa lên cho nó tan gia vị lên nha mọi người. Thì Giang chỉ có nêm nếm như vậy thôi, còn mọi người mà mới nêm nếm giống như Giang á thì nói chung mình canh sao mà định lượng nó vừa ăn là được nha. Còn có phần cá ở đây đó 10 phút mọi người, nhờ Giang đem chiên nó lên. Cá thì chiên thì cũng dễ thôi, thế mình chiên lên cho nó vàng cá là được rồi, cho nó chín là được nha. Đó, hồi nãy giờ Giang chiên đã vàng nha mọi người. Thì mọi người muốn sốt cà thì nhiều khi có người thì để nguyên con cá và có người cắt ra làm đôi, còn ở đây cá thì Giang cắt ra thành nhiều miếng như vậy nè mọi người, một con cắt làm ba, chứ khi mình ăn á mình gấp nó dễ hơn, còn nguyên con á thì nhiều khi ăn uống á, thì mình gấp nó dễ, nó khó hơn, cắt ra dày nó dễ hơn mọi người, nhưng mà mình chiên nó cũng giòn con cá hơn nha. Tuy là nó không có được đẹp nhưng mà
ăn nó dễ gấp. Đó mọi người thấy nhau, xong rồi Giang sẽ cho lửa lên nha. Giờ chỉ có việc là mình chỉ có làm nóng lên, nóng cái sốt cà lên cho nó sốt qua con cá thôi. Anh chị mình lắc không được thì mình lấy cái đũa cái vá rồi đó mình đảo nhẹ nhẹ lên là được. Rồi giờ cũng sắp xong thành phẩm cái món cá nục sốt cà chua nha mọi người. Rồi xong rồi đó, giờ Giang sẽ cho một ít hành ngò lên nha. Ở đây thì Giang có chuẩn bị một ít ngò rí nha mọi người. Anh chị nào thích ăn hành lá thì bỏ hành lá, còn ở đây Giang bỏ ngò rí nha. Xong mình đảo đều lên cái nữa là được nha. Đó, ngò rí thì nó thơm, có anh chị ăn ngò gai cũng được. Rồi xong, giờ Giang sẽ múc ra cái dĩa này nha mọi người, cái dĩa inox. Đây là đồ ăn cho nhân viên đó mọi người, nhân viên là 10 người. Giang vừa làm bếp và thời gian rảnh buổi chiều lại là Giang bắt buộc phải, Giang hay nấu đồ ăn cho nhân viên lắm, cho nhân viên nó ăn. Rồi Giang cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của Giang nha. Vậy là đã xong cái món cá nục sốt cà nhé mọi người, sốt cà chua. Mọi người yêu thích video nấu ăn của Giang thì đừng quên để lại cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nhé mọi người. Và một bình luận phía dưới nha, Giang sẽ ra nhiều video hơn nữa nha.